Chào mừng các bạn đến kênh Tối Tiệm của tôi. Tên tôi là Ngô Tùng, đến từ công ty Nhiều Hạn Chị Trùng Một. Cái nhà này thì hiện tại các bạn đã xử lý mối bằng phương pháp đặt hộp rồi nhưng không hiệu quả. Hiện tại đây còn cái hộp nha các bạn. Xong kêu bên mình xuống xử lý các bạn. Bên mình xử lý thì bằng phương pháp bóp bột các bạn. Giống như là chỗ này nè, đang bị mối. Cái đầu mình tiến hành mình phun thuốc bột BMC90 vô. Cái dòng thuốc bột chính hãng nha các bạn. Phun vô rồi để trong vòng từ 3 đến 5 ngày tự động lan truyền về các bạn. Sau khi phun thuốc bột để từ 3 đến 5 ngày thì mình tiến hành phun thuốc nước ngăn ngừa lại hết các bạn. Toàn bộ khu vực bị mối các bạn, mình ngăn ngừa cho mấy khu vực chưa bị mối. Thì mọi người á, nếu mà bị mối á thì một là sử dụng mua thuốc BMC90 phải chính hãng về. Còn không thì kêu đơn vị dịch vụ lại làm. Còn muốn bên dịch vụ bên mình á thì xin liên hệ cái số điện thoại trên màn hình nha bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hình thức thanh toán của công ty như sau: công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964131419. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng.